Tối ngày 28 tháng 1, Big Daddy khoe khoảnh khắp dự tiệc cực dễ thương bên bà xã Emily khiến netizen dần dần thích thú. Trong khung hình, hai vợ chồng đình đám Vbiz đều có những biểu cảm lầy lội khi Big Daddy hồ hởi bao nhiêu thì em Lily lại tỏ ra hờn dỗi bấy nhiêu. Các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết nhé. Tuy nhiên, chiếm spotlight nhiều nhất trong khung hình lại là khoảnh khắc vô diễn vòng một bức thở của Emily. Cô tự tin diện mẫu áo chế nải, o ép ngực khủng khi bên chồng. Không thể phủ nhận một điều rằng dù đã trải qua hai lần sinh nở nhưng Emily vẫn luôn giữ vững phong độ body đỉnh cao. Cô thường xuyên diện những mẫu trang phục hở bạo, đốt mắt người hâm mộ. Mê ly nhất là lúc em không mặc gì, biết đi hài hước chia sẻ. Netizen đổ dồn sự chú ý vào vòng một to ép bức thở của Emily trong khung hình đôi cùng ông xã. Trải qua hai lần sinh nở nhưng Emily vẫn giữ được phong độ body đáng ngưỡng mộ. Nữ ca sĩ tự tin diện những trang phục ôm sát, cắt xẻ táo bạo nằm vô diễn lợi thế hình thể tại nhiều sự kiện. Nhìn Emily ngày càng quyến rũ thế này bảo sao Big Daddy lại mê vợ như điếu đổ. Ảnh Facebook nhân vật